quý vị ơi. Việt Hương với ai đây? Con là Mai Vy. Dạ, con gái đỡ đầu của Việt Hương. Hai mẹ con em sáng sớm đi hát từ thiện. Dạ, mà đây là ở xã Mỹ Cẩm tại Càng Long, Trà Vinh. Thì đi xuống đường cái quý vị là đi vô đây là 1,5 cây số. Đó, mà đường rất là đẹp, đường rất là nhỏ và phiếu phát cho những người nghèo tận vùng sâu, vùng xa này, sát ở trong luôn. Cho nên là Việt Hương tự phát phiếu và tự vô luôn, phát cho từng người. Đó, giờ đi trên con đường đẹp lắm quý vị ơi. Bây giờ có Việt Hương có mặt ở đây là Việt Hương phải xin mời ba má của bé Châu Kiều Oanh. Trước tiên là Việt Hương xin cảm ơn anh chị đã dạy dỗ bé Châu Kiều Oanh, là một trong những vận động viên bắn cung, vận động viên bắn cung của quốc gia luôn, đem về rất là nhiều thành tích cho nước nhà. Trong một lần Việt Hương quay một cái game show vui thôi thì gặp bé Châu Kiều Oanh và mới hỏi các bé là gặp em thì mới hỏi em thích cái gì, và em rất là thật thà, và anh chị là có phước lắm vì con rất là ngoan. Thì Việt Hương mới hỏi vậy thì em mới nói là tại vận động viên mà, thì em nói em thích nhất là cái cây cung, nhưng mà con không muốn cô Việt Hương tặng, tại Việt Hương nói thích cái gì cũng tặng hết. Rồi sau rồi cái nói là cái gì là thích cái gì, nó giờ thích chiếc xe, nhưng mà con cũng tự động con mua luôn rồi, thấy cưng không? Một cái em mà mình hỏi thích cái gì mình cho, mà không có nhận là thích cái gì hết, thích cái gì cũng tự mua rồi. Thì một cái vận động viên cả nước như vậy, Việt Hương chỉ hỏi là bây giờ con thích cái gì, thì em nói là con ở cái chỗ của con ở rất là nghèo, đi cái đường vô nhà con thì rất là xa, và con muốn là bà con của xã Mỹ Cẩm con là vui vẻ sung sướng. Thì Việt Hương có hứa với lại Châu Kiều Oanh là Tết năm nay cô sẽ về thăm Mỹ Cẩm, Càng Long và tặng cho con 100 phần quà. Và con nhờ ba của con là anh Lăng đây với chị Thảo kiếm bà con nào khổ thiệt, nghèo thiệt ở trong xóm của xã thì phát cái phiếu đó, Việt Hương sẽ đem 100 phần quà đó xuống tặng cho bà con. Thì cách đây cỡ khoảng tuần thì Việt Hương có liên lạc với anh này, thì không biết ảnh tuổi sao cho nên xưng bằng anh và giúp giùm. Thì bé Châu Kiều Oanh đang ở Hà Nội tập luyện, thì bé Châu Kiều Oanh mới nói là cô ơi, cô cho con xin thêm 50 phần nữa. Tại vì Việt Hương nói có trường hợp là đặc biệt không đi, Việt Hương xuống xây nhà tức là mất trâu mất bò gì Việt Hương cho, thì Châu Kiều Oanh nói là con xin thêm 50 phần nữa là 150 phần quà cho người nghèo. Mỗi một người một phần 150 phần, người trong đó gồm có gạo, nước mắm, nước tương, dầu ăn, đường, bột ngọt, đủ cho một phần ăn Tết. Và 10 kg gạo bỏ trỏng luôn không anh? Trường hợp đặc biệt nào các anh thì anh Lăng này để coi anh chàng nào mà nghèo nữa thì tặng cho mỗi người một cái áo, và các bé tới thì mỗi người được thêm một hộp sữa. Cảm ơn tất cả các vị mạnh thường quân đã đồng hành cùng với Việt Hương trong chương trình này. Và kỳ này Việt Hương đi là Việt Hương quay đêm phim liên tục, cho nên khi đi tới đây thì có anh Hoàng Mập là diễn viên hài. Anh đâu rồi anh? Trời đất ơi, làm ơn chiếu camera xuống dưới. Ông định ngồi xuống dưới đi, ông lãnh phần quà hay gì vậy? Em trốn tránh, em uống 4 trái dừa rồi. Trời ơi, người ta gia đình người ta nghèo, ta mời xuống đây đi, còn quất 4 trái dừa lỗ gia đình tôi rồi. Thiệt tình luôn á. Bé Vy nữa, nhỏ con gái đỡ đầu tôi nhỏ chút kéo 5 tuổi, 5 giờ sáng là con nhỏ dậy hát đây nè, chút hát dụ bà con nha con. Nó thấy cưng không, có chút ép cho nên là bé Mai Vy xuống hát phục vụ mấy cô mấy chú. Trong lúc mà Việt Hương tặng quà thì anh xuống đây thì gặp bà con chứ đây là vui lắm lắm. Việt Hương xuống chụp hình với quý vị nghe, quý vị yên tâm. Rồi có mấy anh trên xã xuống nữa, anh cho biết cảm nghĩ là khi tụi em vì con gái anh là một trong những vận động viên bắn cung của nước nhà Việt Hương, anh Hoàng người xuống đây tặng quà, cảm nghĩ của anh Lăng như thế nào? Thì trước tiên là em cũng cảm ơn cô Việt Hương với anh Hoàng Mập, cảm ơn mấy lãnh đạo xã rồi trong ấp, lãnh đạo trong ấp của em. Thì nói chung là cô xuống đây tặng quà cho đồng bào nghèo là em rất là mừng, là vui. Mình cảm ơn cảm giác là rất là hạnh phúc và cũng rất là vinh dự được cô Việt Hương xuống tặng nhà mà tặng quà cho đồng bào nghèo. Châu Kiều Oanh ơi, đây theo như lời hứa thì cô xuống dưới đây rồi, bây giờ cô sẽ tặng quà cho bà con theo đúng cái lời hứa ha. Và sẽ hát phục vụ nè, rồi ở đây chơi với bà con, rồi chụp hình cho bà con vui. Vận động viên của quốc gia Châu Kiều Oanh mà nhìn cái nhà rất là dễ thương mộc mạc ha, 4 bức tường mái tôn, kế bên có một cái tủ nhỏ như vậy thôi, 2, 4, 6, 8, 1m2, trong đây đựng 100 cái huy chương quý vị. Dạ, có những cái huy chương đặc biệt là huy chương này, huy chương gì đây là ba của bé Châu Kiều Oanh, huy chương là huy chương bạc, với huy chương đồng của SEA Games ở Malaysia 29 kỳ rồi. Dạ, huy chương bạc và 2 cái huy chương đồng của SEA Games vừa năm 2017. Còn tất cả trong đây nè là tất cả các huy chương nè, bạc nè, đồng nè, vàng mà thầm xuống như là chùm nữa. Cái thi về em chùm của chương. Hiện giờ em đếm nha, là ở đây là chùm này là thấy 6 cái huy chương vàng, một chùm bằng cái khúc này thôi. Còn ở đây nữa vàng. Hiện giờ trong cái tủ này có khoảng 100 cái huy chương, trong cái tủ ở khoảng 1m2, ở chiều ngang cỡ khoảng 6 tấc và nghĩ chắc còn hết chỗ chứa rồi ha. Huy chương mà cho vô bịch ni lông luôn quý vị. Mà nhà thì rất là đơn giản, đặc biệt đó là khi Việt Hương xuống gặp gia đình rất là mộc mạc. Và anh đây á dạy con cái đạo đức rất là ngoan, bé rất là có hiếu. Việt Hương cứ nói là con ơi gia đình con chắc là hạnh diện lắm, thì bé nói một câu mà Việt Hương nhớ hoài, đó là con á nghĩ là ba má con mới là người hãnh diện khi con có một người cha người mẹ như vậy. Em lại nói ngược lại cho nên rất là xúc động, một người con có hiếu. Đứng với cái tủ này lại càng xúc động hơn nữa, là một vận động viên quốc gia mà như vậy đó, rất là mộc mạc đây quý vị. Rồi đóng cái cửa lại, cái có lá cờ. Dạ, giải vô địch cung thủ xuất sắc toàn quốc năm 2016, Nga kẹt cửa bị nhiều quá, chen của tới kẹt luôn rồi. Người ta ở đây giải vô địch cung thủ xuất sắc toàn quốc năm 2016 sẽ không quá thể thao Trà Vinh, rồi treo đây, kế bên có cánh cửa gỗ mộc mạc. Các bạn ơi, Việt Hương đang ở xã Quế An, tỉnh Vĩnh Long, và đang ngồi về nhìn ra ngoài đó là dòng sông Mang Thít, một trong những cái dòng sông mà Việt Hương có diễn một cái vở kịch, và Việt Hương có nói là bơi qua sông Mang Thít để cứu một người. Bây giờ em nhìn thấy cái sông em mới biết em sợ quá, bởi vì em chưa có thấy cái sông này bao giờ. Hôm nay em mới thấy cái sông này mà em diễn kịch, em dám nói con bơi qua sông cứu, sông này sao em bơi nổi đó. Nhưng mà ta nói đi ngày đàn học được sàn côn quý vị. Đi lên tới đây rồi mới thấy người dân ở đây hiền hòa dễ thương. Ta nói từ sáng tới giờ đi đã quá, định ngãi xuống bờ sông bơi qua để giới thiệu chương trình cho quý vị luôn đó. Là tụi em có một chương trình thiện nguyện đi miền Tây từ Càng Long hiện giờ qua tới Vĩnh Long luôn rồi. Ngồi kế bên cái lu sông nước hữu tình, dân miền Tây tình cảm quá trời. Trên đầu của các ông quay phim có 5 trái mít đó, quá trời bích luôn, đã quá quý vị ơi. Dạ rồi bây giờ nha, đây là một cuộc hành trình Việt Hương đi tới từng nơi để tặng từng món quà Tết để quý vị bà con nghèo ăn Tết. Chúc một cái Tết vui vẻ, hạnh phúc và vạn sự như ý. Quý vị ơi, từ nãy giờ Việt Hương đưa quý vị đi ha, từ Càng Long nè, Mỹ Cẩm, rồi qua tới Vĩnh Long, Quế An, rồi cũng lại ngồi tại dòng sông Mang Thít này, phong cảnh hữu tình. Chỉ mong muốn là quý vị khán giả lúc nào cũng vui vẻ, sức khỏe dồi dào, có sức khỏe sẽ làm được nhiều việc. Riêng bản thân của Việt Hương cũng như là nguyên một cái ekip tổ từ thiện của Việt Hương sẽ ráng giữ gìn sức khỏe để làm được nhiều việc, để mình có những nhiều chuyến thiện nguyện hơn nữa. Kính chúc quý vị lúc nào cũng nở nụ cười trên môi.